Xin chào các em, hiện tại bây giờ cũng đã gần 1 giờ khuya rồi. Chị Dung đang ngồi đây để đợi Thiên Thư ra, hai chị em ăn khuya đây. Bé Suri với bé Tim mới vừa ngủ luôn. Lần bần nãy giờ, bắt đầu giờ này mới chị Dung mới ra ăn khuya được. Mà những cái clip ăn khuya các em yêu cầu quá nhiều luôn. Và muốn chị cứ ăn khuya hoài luôn. Nhưng mà không sao, miễn sao em thích là chị Dung sẽ làm thôi. Với lại trong cái mùa dịch như thế này á, cũng không có thể nào đi ra ngoài ăn được. Chỉ có muốn ăn là ăn tại nhà thôi. Và ăn khuya hôm nay thì chị Dung chuẩn bị một phần miếng với lại một ly trà sữa đồ Ali. Và chị Dung nghĩ là cái trà sữa này Thiên Thư sẽ rất là thích. Tại Thiên Thư đang đợi mẹ ngủ xong thì mới ra ăn khuya với chị Dung được. Mỗi lần ăn khuya là bị mẹ la, tại vì hai chị em cứ ăn khuya hoài thì đâu có tốt đâu. Nhưng mà vì sở thích với lại vì vui nữa. Trời ơi, Thiên Thư đang lên. Phim. Rồi nếu như mà buồn ngủ thì lăn ra ngủ luôn. Bây giờ mình sẽ xuống bếp và thực hiện nó nha. Thôi, nhỏ lắm luôn rồi đó. Chị hai sợ là các bạn không nghe luôn. Nghe. Giống như hai đứa đi ăn trộm vậy. Ok. Ê, đẹp quá. Mà trong bóng tối quá không biết làm sao. Có làm được không ta? Ok, và bây giờ thì chị em mình sẽ nấu đây. Miếng thì chị Dung thấy là mình chỉ cần bắt nước sôi lên là mình nấu được rồi. Không có cần phải lấy nồi. Chị Dung nghĩ là cái video clip này là video clip đó nhỏ. Em thấy không, đáng lẽ là cái một muỗng không có nổ gì đâu. Mỗi lần mà có muỗng là Thiên Thư cứ lấy tay móc vậy. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ nấu tteokbokki. Vì chị Dung biết là Thiên Thư rất là thích tteokbokki. Và lại này là loại mới luôn nha. Mình ăn thử xem coi nó có ngon hay không. Ok các bạn ơi, bây giờ thì tụi mình sẽ bắt đầu làm thôi. Hôm nay các bạn có thấy mặt mộng của mình xinh không? Nhưng mà tại vì cho cái cục mụn này cho nên nó không có được xinh lắm á các bạn. Mà đúng đó là cái tuổi của Thiên Thư, hồi xưa chị Nhung cũng vậy với em. Mỗi lần mà cái mặt mình nó trắng phế thế này nè mà nó có cục mụn khó chịu lắm. Dạ Thiên Thư nấu tteokbokki trước đi. Cái này không phải nấu, cái này mình sẽ hâm lên. Nhưng mà hâm phải có nhiều loại hâm. Hâm mà mấy bạn hâm mà không đúng cách là nó sẽ không có ngon. Nói đúng ra là cái này mình phải bỏ vào microwave là lò vi sóng đấy. Không, nhưng mà nhà của mình microwave bị hư rồi. Hư hết thôi. Phải nói là mỗi lần mà hai chị em mình ăn khuya là động cả nhà luôn. Anh Phong cũng đang ngủ, mấy bé đang ngủ luôn. Dạ con nó nhỏ má. Mình thay chịu cái sốt này lại nha. Tại vì cái sốt này là cái sốt em một lát mình chấm vô. Đấy, ngon quá. Hôm nay chị Nhung xấu quá vậy. Có thể nhìn bộ đồ của chị Nhung nè. Sáng ngủ trang ở bên trên thôi, bên dưới rất là gớm. Em đang nói cái mặt đi Nhung xấu quá. Đẹp mà. Dạ thôi. Em ơi, bây giờ mình sẽ nấu miếng nha. Nghe nói là ngon lắm, chị Nhung cũng muốn mua ăn thử. Mà mua cách đây cũng mấy tháng rồi đó. Bây giờ mới có dịp ăn. Tại vì do cách ly xã hội nên là hai chị em mình phải tấm bụng để ăn ở nhà thôi. Thiên Thư. Wow. Trời ơi, trong này có cái viên chiên luôn. Bò viên luôn. Làm đơn đi. Coi nè. Từ từ, mình phải giới thiệu cho các bạn xem. Ây da, có một cái nĩa nha. Đó, mình sẽ cho hết cái sốt này vào. Lần đầu tiên chị Nhung ăn luôn đó các em. Ok các bạn ơi, của mình thì nó đã sôi lên rồi. Các bạn có thể thấy không? Thơm quá, thơm quá. Cái tội không có lò vi sóng nên nó cực nhị đó. Ê, quan trọng là coi cái tteokbokki nó mềm chưa. Bởi vì... Chắc còn cứng quá à. Ngon. Vậy hả? Ờ. Hơi cứng. Hơi cứng hả? Vậy là phải hầm lại chút nữa đi. Bởi vì bà này làm gì cũng sống nhăn hết á. Trời em ơi, đặc biệt luôn đi. Rất là đặc biệt luôn nè nha. Từ từ. Thơm quá. Đáng xuống khủng quá. Lúc đã sôi rồi. Ê ê, chè mắt hai hai đổ vô tay nè. Lúc đã sôi rồi bây giờ chúng ta sẽ đổ vào. Xua đựng tinh quá xua. Ok. Cho nó ngập nha, ngập miếng nha. Sau đó thì chúng ta sẽ đậy nắp lại và đợi trong khoảng thời gian 5 đến 7 phút. Yeah. Trời đất ơi. Không. Thấy không, Thiên Thư nấu cái gì cũng không bao giờ canh. Rồi nó khét luôn rồi kìa. Đó, thấy chưa? Chưa có khét. Em để xem, đừng có che cái tay, anh hai chửi đó. Khác gì đâu mà mình đặt đồ ăn đi khuya về hả Xu ha.
Trời ơi. Đúng là mở ngu. Thiên Thư hậu đậu thiệt. Người ta có cái đồ để mở, hồi chút nó văng vô người là xong luôn. Trời ơi, cái sốt nó ngon quá Thiên Thư ơi. Thiên Thư nó thèm quá, nó chép miệng. Ê, ở trong đây là nước. Không có nước. Nước. Kim chi. Cải thảo cắt lát. Trời ơi, ngon quá ha. Bây giờ chị Nhung sẽ làm đến trà sữa The Ali. Giờ ai đập đá? Ai đập em làm. Ok. Đứng lên đây đi, làm cho các bạn xem. Bạn hiểu tại sao mà Thiên Thư bị hăng vô? Trời ơi, nó sáng. Trời ơi, nó sáng. Sau đó thì đập quá. Đây là một trà sữa. Và đây là đá. Đây là ống hút. Cái này là hình như sốt đó ta. Trân châu. Này là trân châu. Này mới là trân châu. Này trà. Trà ok. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ trà với lại trà sữa vô trước. Nó thơm quá mấy bạn ơi. Trời ơi, nó thơm. Nó thơm nhất nhất. Và trong này thì có thêm một cái chung đường thôi các em. Và bây giờ tiếp theo là mình sẽ cho trân châu vào. Cái này chị Nhung tưởng là trân châu nhưng mà không phải là trân châu. Nó là đậu đỏ. Nói chung là Thiên Thư nấu cái gì cũng ngon đúng không? Ngon quá. Thì mình sẽ cho nước vào. Nên mình cho đến nửa ly thôi ạ. Sau đó thì chúng ta sẽ đậy nắp lại. Ngon quá hả? Có một cái miếng chả cá rất là ngon á. Mình chấm cái sốt. Nó cay bà cố luôn mấy bạn. Đói quá. Cái sốt nó cao quá. Chị Nhung nghĩ là chắc chị Nhung cũng mở hộp ở đây luôn. Hai chị em mình hôm nay ăn một cái thế rất là độc lạ, trước giờ chưa bao giờ ăn, là thế đúng. Đúng không Thiên Thư? Không à. Cái sốt nó cay quá à. Nó cay. Miếng Chị Nhung đã chín luôn rồi nè. Ôi má ơi, cái chả cá ngon. Ok các bạn, bây giờ tụi mình sẽ chụp hình thumbnail. Ok. Bọn hai ba chụp. Ngon quá. Đúng là đói ăn cái gì cũng ngon hết. Hết luôn. Có ai đang coi clip này mà chạy đi ăn liền không ta? Ngon quá mẹ. Ăn miếng chả cá đi. Ngon. Ôi, sao vậy? Cay à? Kiểm tra trà sữa được chưa? Bỏ đá luôn. Đây, để đây. Có trân châu chưa? Rồi, này không có trân châu, đậu đỏ. Em coi nè. Cái này nó không khác gì một cái bánh bao mà nhân cá hồi trong. Chị Nhung nhớ lần chị Nhung đi ăn cái viên chiên, nó có cái bánh bao y chang này luôn. Mình biết không biết là bên trong mình cắn ra nó có giống không? Y chang. Có nhân luôn. Nhân tôm. Thơm phức luôn. Đây. Béo rồi là béo. Em ăn cho. Ai đặt đi. Ok. Cay, cũng thấy cay luôn á. Chị Dương bỏ đậu đỏ vô rồi. Các em ơi, cái mùi vị nó rất là thơm nha. Nó thơm không khác gì mà trà sữa The Ali luôn á. Tại vì chị Nhung đã từng uống trà sữa The Ali rồi. The Ali. Nghe các bạn đọc là The Ali. Mình không biết. Nè, The Ali nè. The Ali. The Ali à. Trời ơi, cái đậu đỏ nó đường quá luôn á. Ngon. Ngon mà nó nóng quá. Ê, cái trà sữa cực ngon luôn nha. Cái ly trà sữa The Ali này chị Nhung mua tầm mấy 30 ngàn, tính ra nó vẫn rẻ hơn với cái trà sữa ở ngoài. Nó còn ngon hơn trà sữa của Địa Lai nữa. Nhưng có một cái mà Thiên Thư không thích là đậu đỏ thôi. Ngon ha. Nó không có ngọt mấy bạn. Đậu đỏ đó. Nãy giờ chị Nhung ăn nó quá trời cái viên chi trong này luôn. Cái gì mà màu trắng rồi cái này màu nâu. Chị Nhung không biết là cái vị gì luôn á. Nó ngon bạc bố luôn. Chưa ai uống nha. Đừng ngon uống hết là hai đau lòng. Trong này nó có
ớt luôn. Ớt sao không cay? Ngon quá mấy bạn ơi, no quá. Nếu như mình mua những cái đồ nội địa Trung mà có tiếng á thì mình ăn rất là ngon luôn các em. Nhưng phải công nhận bởi vì các bạn nhỏ rất là thích luôn. Là bữa tối nay hai chị em mình cũng đã ăn khuya nhanh gọn lẹ rồi. Thì chắc có thể là hai chị em mình sẽ lên coi phim xong rồi đi ngủ thôi. Chúc cả nhà một buổi tối thật là vui vẻ. Và nhớ là trong cái mùa dịch này cả nhà ra ngoài nhớ cẩn thận nha. Đeo khẩu trang nè, rửa tay nè, tránh tiếp xúc những nơi đông người. Và ngay cả chị Nhung cũng vậy, coi như là mình bảo vệ mình, coi như là bảo vệ cả gia đình của mình. Ok, bye bye, hẹn gặp lại. Chị Nhung love you.